Nay mình hướng dẫn bạn cách lắp máy tăng áp cho nóc lên, hay gọi là vòi xe. Đấy. Và tăng áp này mình lắp dùng hai có hai chức năng nặng. Mình đổ đường này chạy vào đây là một ống đường lên nóng lạnh này, dùng cho vòi xe này. Và một cái dùng sang sau này mình đậu cái vòi sau này, vì sau này có vòi nóng nóng lên sau này hai vòi vòi mình đậu thẳng sau này mình đậu theo cái vòi của máy giặt nữa. Đây lên nóng lên một cái bơm nóng lên một cái bơm ra phía sau lắp máy giặt đó. Đây là đường ống đi, vì bể em thấp đó, bể em đến đây là đường chín đây. Rồi xuống đây mình sẽ cắt đường đây. Đây, bấm nút bơm tăng áp. Đó. Điền thì một cái công tắc ngoài kia. Đây công tắc bơm đây. Một công tắc bơm này có thể bạn sử dụng hoặc bạn bấm làm công tắc vô chỗ bạn muốn đi nhà bạn luôn, ngay cửa ra vào. Đây. Đó. Đây, công tắc đó. Đây, tắc tăng áp với cái áp nóng lạnh đấy. Đây mình thử nha. Lúc chưa có tăng áp này. Nước thôi nóng xuống luôn. Nó yếu chưa? Đấy, yếu xíu luôn. Thấy chưa tăng áp ạ? Yếu. Tăng áp nha. Thử bật tăng áp đây này. Đó, máy kêu thì nó có bật chưa? Đấy. Sau khi tắt áp này, rồi tắt áp này, rồi nó yếu rồi, xe bật lại rồi, nhìn chưa, tắt này. Bây giờ máy tắt áp tự nhiên mua về tắt dễ lắm, bạn một ống chia theo một đường ống, bạn thích thì cho nó ống to đó, coi như đồ ra của nó có 2221 thôi. Nó mình mình chưa tắt cái này. Đấy. Máy cứ siêu luôn. Xong rồi. Đây đường ống này. Ống xuống này. Và cắt qua. Đấy. Bơm đây bắn có tường không này, thật chắc. Ở ngoài thị trường rất nhiều máy tăng áp nên mình nghe là quảng cáo là máy của Nhật này, thương hiệu cái gì ngừng ngược đấy. Máy này mua có 900 ngàn, máy nghe là máy xịn này. Về nhà mình yếu nhớ được ống này bạn nối này để tạo ra một cái đường ống phía sau nữa xài chung cho cái mà máy giặt nha, máy giặt sao còn nên là ông lên bơm lên nóng lại. Nóng lại nhưng mà cái bơm này nó tẻ sau này này, vì nó sẽ có một cái đường phía sau nối với đây, đây nó bơm cho hai vòi này, vòi một vòi nóng này, vòi lần vòi bình thường này, nó sẽ có được ống phía sau á. Đây mình nối chung cái ống này luôn này. Đây cái tăng áp sau khi nó ra, nó ra đây này, bơm ở đây đây này, ống đi chung luôn đó, một cái ống đây là nối máy giặt đây, thấy chưa đó, máy giặt đấy đúng rồi nha, đó tí đi thôi.
Đây là vòi luôn này mình mở.